Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Việt Nam đang lừa cả thế giới. Bộ Y tế báo lây nhiễm ở Đà Nẵng đã diễn ra âm thầm khoảng 2 đến 2,5 chu kỳ, tức là âm thầm 2 tháng nay rồi, nên đa số Đà Nẵng phát hiện tăng vọt là do ta xét nghiệm kiểm tra thôi, chứ họ đã nằm đấy sẵn rồi. Dịch bệnh bùng phát bất ngờ ở Đà Nẵng cho thấy nhà chức trách Việt Nam buông lỏng, cảnh giác quá sớm. David Hurt trên tờ Asia Times cho rằng vì thiếu cảnh giác nên dịch bệnh ở Việt Nam đã bùng phát lần thứ hai như vậy ở Đà Nẵng. Trải qua 100 ngày mà không có một ghi nhận nào về ca lây nhiễm virus Vũ Hán trong cộng đồng và không có một ca tử vong nào, Việt Nam đã nhận được không ngớt lời tán dương của cộng đồng quốc tế. Vì là một quốc gia đông dân ở sát nách với Trung Quốc nhưng đã thành công trong khống chế dịch bệnh khiến rất nhiều cường quốc phải thán phục. Là một nhà nước cộng sản luôn rình mò canh chừng người dân, hóa ra lại là một công cụ hữu ích trong việc theo dõi các ca bệnh nhân, bên cạnh các việc chính quyền cũng đầu tư tốt vào công nghệ y tế là những điểm khiến cho Việt Nam có vẻ đã khống chế được dịch bệnh. Chưa hết, chính vì thành tích chống dịch như vậy đã khiến cho niềm tin của người dân đối với chính phủ được tăng cao. Người dân đã đặt trọn niềm tin vào lãnh đạo. Ca nhiễm bệnh nặng nhất của bệnh nhân người Anh hay bệnh nhân số 91 cũng là được các bác sĩ tận tình cứu sống. Tất cả đã tạo nên một điểm son lớn cho chính phủ, Bộ Y tế, các bác sĩ Việt Nam và làm tăng thêm lòng tự hào dân tộc của không ít người Việt. Làn sóng lây nhiễm lần thứ hai này theo David Hurt thì hậu quả của việc mở cửa lại quá nhanh và quá rộng. Hàng chục ngàn người đã tham gia chương trình tham quan giảm giá do Hà Nội đưa ra để hồi sinh ngành du lịch trong tháng 7 vừa rồi, sau khi ngành du lịch án bình bất động từ đầu tháng 4 vào dịp giãn cách xã hội trên toàn quốc. Điều bất ngờ là chỉ vài ngày sau khi ghi nhận ca nhiễm bệnh virus Vũ Hán đầu tiên tại Đà Nẵng, con số người nhiễm bệnh đã tăng lên từ ngày và cho đến nay đã có 5 ca tử vong được ghi nhận. Đó là hậu quả của sự tự mãn quá sớm của Việt Nam với thành tích hơn 3 tháng không có lây nhiễm và ngừng thực hiện các biện pháp phòng ngừa an toàn cần thiết cũng như hạn chế đi lại những nơi đông người. Ông Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc đã kêu gọi người dân hãy cảnh giác, đồng thời cảnh báo rằng làn sóng nhiễm bệnh này có thể xấu hơn đợt đầu tiên. F0 đã gây ra chu kỳ dịch bệnh lần hai này ở đâu và vẫn chưa có câu trả lời một cách thích đáng. Đã có những nghi vấn về việc dịch bệnh đã lây lan từ trước khi bệnh nhân 416 được chính thức công nhận là bệnh nhân nhiễm virus Vũ Hán sau 5 lần xét nghiệm dương tính, mà trước đó đã bỏ qua hết những nghi vấn về lây nhiễm virus Vũ Hán trong khi thăm khám bệnh. Chỉ qua việc xét nghiệm 5 lần cũng đã là một chuyện cười ra nước mắt. Rõ ràng là Bộ Y tế lẫn chính phủ không muốn tin vào khoa học, lẫn không muốn tin vào mắt mình khi có một ca nhiễm virus Vũ Hán sờ sờ ra đó sau 99 ngày yên ổn. Từ ngày 20 tháng 7 năm 2020 đã có nghi vấn với trường hợp bệnh nhân 416 và phải cho xét nghiệm 5 lần cho đến ngày 25 tháng 7 năm 2020 mới dám cho công bố chính thức ca nhiễm bệnh 416. Gần một tuần lễ quý giá đã bị đánh mất trong công tác phòng chống và ngăn ngừa lây lan. Sai lầm tiếp theo của cơ quan chức năng là để cho các người dân tự do đi lại, chuyển vùng từ vùng có dịch đi khắp cả nước, rồi giờ đây các ca nhiễm bệnh corona đã được ghi nhận ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Thế nhưng, nếu truy ngược trở lại trường hợp bệnh nhân số 461 thì bệnh nhân 461 chỉ hiện diện ở Bệnh viện Đà Nẵng trong khoảng thời gian từ 13 đến 15 tháng 7 năm 2020 và cũng có thể nhiễm virus corona trong thời gian đó. Vậy thì chẳng cần phải làm toán cộng trừ để có thể tính ra 2 tuần ủ bệnh làm gì và ai cũng có thể biết được thời gian nào bệnh nhân 461 đã bị lây nhiễm.
Như vậy có nghĩa là virus Vũ Hán đã có ở Đà Nẵng từ trước ngày 15 tháng 7 năm 2020 và có thể còn sớm hơn thế nữa. Những nghi vấn gây lây nhiễm đã được lái sang cho những người Trung Quốc nhập cư lậu. Cũng nhờ có nghi vấn này mà hàng loạt những đầu mối dẫn dắt người Trung Quốc vào sâu trong nội địa của Việt Nam từ Móng Cái đã được phanh phui. Thế nhưng, ẩn số F0 vẫn chưa có lời giải quyết. Chiều ngày 2 tháng 8 trong phiên họp thường trực chính phủ với lãnh đạo các địa phương do Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc chủ trì, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho biết Việt Nam đang đứng trước tình thế hết sức đặc biệt của dịch bệnh. Đáng chú ý, ông Nguyễn Thiện Nhân đã tiết lộ Bộ Y tế báo lây nhiễm ở Đà Nẵng đã diễn ra âm thầm khoảng 2 đến 2,5 chu kỳ, tức là âm thầm 2 tháng này rồi. Nên số Đà Nẵng phát hiện tăng vọt là do ta xét nghiệm kiểm tra thôi, chứ họ đã nằm đấy sẵn rồi. Nên đề nghị Đà Nẵng áp dụng biện pháp cao nhất để ngăn chặn. Ồ, té ra là vậy. Bộ Y tế biết có lây nhiễm âm thầm 2 tháng này rồi mà không công bố. Tại sao Bộ Y tế không chịu công bố? Bộ Y tế cố ý giấu giếm dịch bệnh với chính phủ. Liệu Bộ Y tế đã báo cáo mà chính phủ không cho công bố chỉ vì muốn làm đẹp hồ sơ chống virus của Việt Nam mà thôi? Như vậy, nghi vấn về dịch bệnh không còn ở mốc 15 tháng 7 từ bệnh nhân 461 nữa mà còn trở về trước đến cả 2 tháng, tức là tháng 5, theo như tiết lộ của ông Nguyễn Thiện Nhân. Tất cả những người trước giờ đặt nghi vấn về thành công chống dịch của Việt Nam trên mạng xã hội đều bị dư luận viên lẫn những người dân thổn thức tự hào về thành tích chống dịch, tấn công không thường tiếc. Họ cho rằng cái gì giấu được chứ dịch không được phép giấu. Ô hay, há chẳng phải là âm thầm giấu được đến hơn 2 tháng rồi hay sao? Nếu đúng như lời của Nguyễn Thiện Nhân nói thì chính quyền và Bộ Y tế đang nợ không chỉ người dân mà cả thế giới một lời xin lỗi. Bài học Trung Quốc vẫn còn đó, che giấu dịch bệnh đã khiến cho người Trung Quốc bị cả thế giới xa lánh. Việt Nam tuy chưa đến mức độ sẽ bị xa lánh như Trung Quốc, nhưng nếu lời của ông Nguyễn Thiện Nhân là sự thật thì Việt Nam đã lừa cả thế giới một cách thật tài tình. Hãy thẳng thắn một lần với dân và cả những người đã thiệt mạng vì virus Vũ Hán. Đừng vòng vèo về nguyên nhân tử vong vì bệnh nền nữa mà cứ nói cho vuông là vì virus Vũ Hán. Đừng vì bệnh thành tích hão mà đánh đổi sinh mạng và sức khỏe của người dân mình. Nếu đây là sự thật thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm cho thiệt hại về người của và sức khỏe của cộng đồng? Nếu gọi đó là tội đồ dân tộc thì liệu có đúng hay không? Thưa quý vị và các bạn, thêm 30 ca mắc virus Vũ Hán có bệnh nhân ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Đắk Lắk, Đồng Nai, Khánh Hòa, Hà Nam. Tối ngày 2 tháng 8 năm 2020, Bộ Y tế công bố Việt Nam có thêm 30 ca mắc virus Vũ Hán mới. Trong đó ghi nhận trên địa bàn Đà Nẵng 16 trường hợp, Quảng Nam 9 trường hợp, Đắk Lắk 2 trường hợp, Đồng Nai 1 trường hợp, Khánh Hòa 1 trường hợp, Hà Nam 1 trường hợp. Cụ thể, bệnh nhân thứ 591 nữ 63 tuổi ở Duy Xuyên, Quảng Nam. Từ ngày 19 đến 20 tháng 7 năm 2020, bà tiếp xúc trực tiếp với ca bệnh thứ 456 tại thành phố Đà Nẵng. Bệnh nhân thứ 592 nữ 100 tuổi ở Duy Xuyên, Quảng Nam. Ngày 22 tháng 7 năm 2020, bà vào điều trị tại Bệnh viện Bình An, tỉnh Quảng Nam. Sau đó có thời gian điều trị cùng khoa nội với bệnh nhân số 524. Bệnh nhân thứ 593 là nam, 75 tuổi ở thành phố Hội An, Quảng Nam. Tháng 7, bệnh nhân thăm vợ điều trị tại khoa nội, thận nội tiết, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Bệnh nhân thứ 594 là nữ, 68 tuổi ở thành phố Hội An, Quảng Nam. Ngày 14 và 20 tháng 7 năm 2020, bệnh nhân thăm con gái tại khoa nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Bệnh nhân thứ 595 là nữ, 50 tuổi, ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Ngày 19 tháng 7 năm 2020, bệnh nhân tới Bệnh viện Đà Nẵng thăm bố và tiếp xúc với ca bệnh 510. Từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 7, bệnh nhân thứ 595 và 510 thay nhau chăm sóc bố tại Bệnh viện Đà Nẵng.
Bệnh nhân thứ 596 là nữ 23 tuổi ở Thăng Bình, Quảng Nam. Bệnh nhân là nhân viên y tế phòng khám tư. Các ngày 14, 15, 16, 17 và 19 tháng 7 năm 2020, bệnh nhân vào khoa ngoại chấn thương chỉnh hình Bệnh viện C Đà Nẵng thăm người bệnh. Bệnh nhân thứ 597 là nam 39 tuổi ở Thăng Bình, Quảng Nam. Bệnh nhân là con và sống cùng nhà với bệnh nhân 522 và 523. Bệnh nhân thứ 518 là nữ 8 tuổi ở Thăng Bình, Quảng Nam. Bệnh nhi là cháu nội của ca 522, 523, là con của bệnh nhân 597, thường xuyên tiếp xúc với nhau. Bệnh nhân thứ 599 là nữ 9 tuổi ở Thăng Bình, Quảng Nam. Bệnh nhân thứ 600 là nữ 7 tuổi ở Thăng Bình, Quảng Nam. Bệnh nhân thứ 599 và 600 là cháu ngoại của ca bệnh 522 và 523, là con của bệnh nhân 564, thường xuyên tiếp xúc với nhau. Bệnh nhân thứ 601 là nữ 41 tuổi, thường trú tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, tạm trú tại thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Bệnh nhân thứ 602 là nam 14 tuổi ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Trong tháng 7 năm 2020, bệnh nhân 601 và 602 có đến thành phố Đà Nẵng và tham dự tiệc cưới ở trung tâm For You Black, nơi đã ghi nhận trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Bệnh nhân thứ 603 là nam 21 tuổi ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, là du học sinh ở California, Mỹ. Ngày 30 tháng 7, bệnh nhân từ Mỹ nhập cảnh tại sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa trên chuyến bay VN319 đã được cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh. Các bệnh nhân 604, 619 được ghi nhận trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được các đơn vị y tế, Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Gia Định, Bệnh viện 199, Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ, Liên Chiểu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn thanh kê lấy mẫu gửi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng xét nghiệm ngày 2 tháng 8 năm 2020. Bệnh nhân số 620 là nữ 44 tuổi ở Phủ Lý, Hà Nam. Ngày 17 đến ngày 25 tháng 7 năm 2020, chị vào thành phố Đà Nẵng làm ở quán ăn gần Bệnh viện Đà Nẵng. Các thông tin dịch tễ và các bệnh nhân 604, 620 đang tiếp tục điều tra và sẽ được cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, lịch trình chóng mặt của bệnh nhân COVID-19 vừa được phát hiện tại tỉnh Đắk Lắk. Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết có hai bệnh nhân mắc virus Vũ Hán mới được phát hiện tại tỉnh có quan hệ họ hàng với nhau. Chiều ngày 2 tháng 8 năm 2020, Sở Y tế Đắk Lắk cho biết Bộ Y tế đã cấp mã định danh cho hai ca virus Vũ Hán mới được phát hiện tại Đắk Lắk là bệnh nhân thứ 601 và 602. Thứ nhất, bệnh nhân 601 là sinh năm 1979, người dân tộc Kinh, thường trú tại 20/73 Hồ Đắc Di, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, có địa chỉ tạm trú tại số 41 Hoàng Diệu, phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Ngày 18 tháng 7, chị đi du lịch từ thành phố Hồ Chí Minh ra Đà Nẵng cùng chồng và hai con trên chuyến bay VN122, sau đó bắt taxi Mai Linh về nhà số 34 Vũ Quỳnh, Thành Khê, thành phố Đà Nẵng. Ngày 19 tháng 7, chị cùng với gia đình đến khu du lịch Bà Nà Hill ở tại khách sạn Mouse Curl Bà Nà, ăn trưa tại nhà hàng đối diện khách sạn. Sau đó chị đi chơi tại Mê Cung, chiều tối ăn buffet tại khách sạn. Lúc 11 giờ ngày 20 tháng 7, chị cùng với gia đình quay về Đà Nẵng bằng taxi Mai Linh. Đến 14 giờ cùng ngày, chị đi Hội An lưu trú tại khách sạn A Little New Siri, Hội Nghị Hội An, số 9 Phan Bội Châu, đi chơi và đi ăn tại phố cổ Hội An, sau đó trở về khách sạn. Khoảng 8 giờ ngày 21 tháng 7, chị từ khách sạn A Little Siri, Hội An đi chơi tại Nam Hội An. Đến 16 giờ, chị quay trở về khách sạn A Little, sau đó đi về Đà Nẵng bằng taxi Mai Linh. Lúc 18 giờ cùng ngày, chị cùng gia đình đi ăn đám họ của người bà con tại 63 Bầu Cầu 1 Hòa Vang, Đà Nẵng, sau đó về nhà. Khoảng 11 giờ ngày 22 tháng 7, chị di chuyển bằng xe Grab đến đám cưới tại
For You Black, sau đó về nhà. Sáng 23 tháng 7, chị cùng gia đình đi bằng xe ô tô cá nhân mượn của người thân tại Đà Nẵng để đi đám cưới tại Huế, sau đó đến và ở Homestay Huế Villa. Tại Huế, chị cùng với gia đình đi uống cà phê và ăn uống tại chân cầu Tràng Tiền. Tiếp theo, đi đến quán cà phê Mắt Biếc và trở lại Homestay. Ngày 24 tháng 7, chị đi xe quay trở về thành phố Đà Nẵng. Ngày 25 tháng 7, trước khi ra sân bay, cả gia đình đi ăn sáng tại quán bún gần số nhà 34 Vũ Quỳnh, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, Đà Nẵng và uống cà phê gần chỗ ăn sáng, không rõ địa chỉ, không đeo khẩu trang. Sau đó chị về nhà để đi ra sân bay bằng xe Grab, đeo khẩu trang từ khi ra sân bay và về thành phố Buôn Ma Thuột. Đến 9 giờ cùng ngày, chị và con đến thành phố Buôn Ma Thuột trên chuyến bay VN1915 số ghế 20G. Từ sân bay, chị về nhà anh trai tại số 91 Nguyễn Văn Cừ, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột bằng xe ô tô của anh trai và ăn trưa tại đây với khoảng 20 người, không đeo khẩu trang. Khoảng 14 giờ ngày 25 tháng 7, chị về nhà mẹ đẻ tại số 41 Hoàng Diệu, phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột. Sau đó lên nhà chị gái tại số 43/15 Amakhe, Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột ăn tiệc. Tại đây chị tiếp xúc với 94 người. Tối cùng ngày chị về số 41 Hoàng Diệu, phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột. Trưa ngày 26 tháng 7, chị lên nhà chị gái 43/15 Amakhe, phường Tân Lập để tiếp xúc gần với thành viên trong gia đình người nhà của chị. Chiều cùng ngày chị đi đám ma tại hẻm 75 Y Moan, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột và tiếp xúc gần với chủ nhà. Tối ngày 26 tháng 7 đến ngày 31 tháng 7, chị ở nhà không đi đâu. Ngày 1 tháng 8, chị và 5 người cùng nhà tại thành phố Buôn Ma Thuột được đưa vào khu cách ly tập trung tại Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên, km 6, phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột. Hiện bệnh nhân không sốt, không có biểu hiện của triệu chứng hô hấp, sốt, ho, khó thở. Lúc 21 giờ ngày 1 tháng 8, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đắk Lắk thực hiện xét nghiệm bằng kỹ thuật real-time RT-PCR và phát hiện bệnh nhân đã nhiễm SARS-CoV-2. Lúc 1 giờ ngày 2 tháng 8, Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên thông tin bệnh nhân mắc virus Vũ Hán. Bệnh nhân thứ hai đó là bệnh nhân số 602, sinh năm 2006, người dân tộc Kinh, cháu của bệnh nhân 601, học viên lớp 8A trường Đông Du, đã nghỉ hè nên không đến trường, không đi học thêm, thường trú tại số 101 quốc lộ 14 thôn 5 xã Hòa Thuận, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, có địa chỉ tạm trú tại số 13/2/9 Nguyễn Văn Cừ, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột. Lúc 7 giờ ngày 20 tháng 7, em từ Buôn Ma Thuột đi Đà Nẵng trên chuyến bay VG710 số ghế 20 JIF. Đến 11 giờ cùng ngày, em đi xe Grab về nhà bà con tại 63 Bầu Cầu 1, quận Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. 17 giờ em đi xe ô tô của gia đình tới Hội An, nghỉ tại khách sạn không nhớ tên. Lúc 8 giờ ngày 21 tháng 7, em đi từ khách sạn Alice và ở thành phố Hội An đến Nam Hội An chơi. 16 giờ em quay về khách sạn A Little Luxury, sau đó đi Đà Nẵng bằng xe taxi Mai Linh. Tối cùng ngày, em và gia đình đi ăn đám họ của người bà con tại 63 Bầu Cầu 1 Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Sau khi ăn xong, về nhà. Trưa ngày 22 tháng 7, em đi cùng chuyến di chuyển bằng xe Grab đi đám cưới của người bà con tại For You Black. Sau đó về nhà tại địa chỉ 63 Bầu Cầu 1 Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Sáng ngày 23 tháng 7, em cùng gia đình đi bằng ô tô cá nhân mượn của người thân tại Đà Nẵng để đi đám cưới tại Huế. Sau đám cưới, em đến và ở lại Homestay Huế Villa. Tại Huế, em cùng gia đình đi uống cà phê và ăn uống tại chân cầu Tràng Tiền, tiếp theo đến quán cà phê Mắt Biếc và trở về Homestay. Ngày 24 tháng 7, em vẫn ở lại 63 Bầu Cầu 1 Hòa Vang, Đà Nẵng. Lúc 19 giờ, em cùng gia đình ông bà ngoại, mẹ và em đón taxi Mai Linh biển số 47B
02192 từ chợ Miếu Bông, Hòa Vang, Đà Nẵng về Đắk Lắk, đeo khẩu trang, xuất chuyến đi. Lúc 6 giờ ngày 25 tháng 7, em và người nhà về số 101 quốc lộ 14, thôn 5, xã Hòa Thuận, thành phố Buôn Ma Thuột. Đến 7 giờ, em cùng mẹ và em gái lên nhà số 13/2/9 Nguyễn Văn Cừ, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột. Từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 7, em ở tại địa chỉ 13/2/9 Nguyễn Văn Cừ, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, không đi ra ngoài. Ngày 1 tháng 8, em được đưa vào khu cách ly tập trung tại Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên, km 6, phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột. Hiện tại, bệnh nhân không sốt, không có biểu hiện của các triệu chứng hô hấp, sốt, ho, khó thở. Lúc 21 giờ ngày 1 tháng 8, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đắk Lắk thực hiện xét nghiệm bằng kỹ thuật real-time RT-PCR phát hiện bệnh nhi nhiễm SARS-CoV-2. Ngày 2 tháng 8, Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên thông báo bệnh nhi mắc bệnh virus Vũ Hán. Thưa quý vị và các bạn, hoảng loạn an ninh sinh học khắp các châu lục thế giới quay cuồng với các món quà Made in China. 3 ngày trước, Facebook xuất hiện nhiều status cảnh báo như status này của Trương Công Khả, một nhiếp ảnh gia đang sống ở Cali. SOS, những ngày qua nhiều người ở Mỹ nhận được các gói hàng xuất xứ từ China. Trên phong bì có in nhiều chữ tàu gửi đến nhà đúng tên người nhận, dù họ chẳng đặt mua gì cả. Ở 27 tiểu bang tại Mỹ đã xảy ra tình trạng này. Vài người nhận đã mở ra, trong đó có những hạt giống đủ loại. Nhà tôi nhận được cặp muỗng đĩa và có hình trái tim, loại rẻ tiền. Đáng sợ hơn, Trung Quốc còn gửi các hạt giống khả nghi khắp nước Mỹ. Ở Anh, nạn quà vô danh tính này cũng tràn lan. Bạn Kim Barton ở London đã dịch nhanh bài đăng trên VN Express phiên bản tiếng Anh về tình hình hoảng loạn khắp nước Anh khi các gia đình ở UK cũng bị nhận những gói hạt giống không mong đợi. Trung Quốc là trung tâm của một bí mật an toàn sinh học khi gửi đến Hồng Kông và Anh những bọc hạt giống không được yêu cầu. Bộ Môi trường Thực phẩm và Nông thôn DEFRA báo cáo lừa đảo là rõ vì chúng bị dán sai nhãn thành đồ trang sức để không có kiểm tra an toàn sinh học. Tất cả các hạt giống đến từ ngoài EU đều phải có giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật. Chúng có khả năng gây ra mối họa nếu được trồng. Vụ lừa đảo bất thường đang lan rộng khắp nước Mỹ, với các quan chức ở 27 bang đưa ra những cảnh báo tương tự đối với gói hạt giống không được yêu cầu từ Trung Quốc. Lisa Vatt, một chuyên gia về an toàn sinh học tại Hiệp hội Trồng trọt Hàng gia, cảnh báo đây là một rủi ro lớn về an toàn sinh học. DEFRA đang kêu gọi bất cứ ai nhận các gói thường đến từ Trung Quốc và Đông Nam Á phải báo cáo ngay cho thanh tra hạt giống và sức khỏe thực vật, đừng vứt sọt rác hay đem trong. Graham Lavi, một kỹ sư từ Aberdeenshire, cho biết ông đã nhận được quà kiểu này từ Singapore và chứa các hạt có nhãn dưa chuột và nghệ tây. Còn Richard Brodo, một kỹ thuật viên ở turbine gió từ Hull, cũng nhận được hai gói hạt giống. Một trong số đó được dán nhãn bông tai Stud đến từ Malaysia, thực chất là nhãn bông cải xanh trong tiếng Trung Quốc. Susan Carlson, một quản trị viên NHS từ Southeast, đã đặt mua hạt giống qua Amazon nhưng nhận được miếng dán móng tay và đã gửi chúng đến cơ quan thú y và thực vật APHA để kiểm tra. Phát ngôn viên của Amazon cho biết, chúng tôi đã làm việc miệt mài để xây dựng một trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng và người bán hàng. Chúng tôi sẽ hành động để bảo vệ KH bằng những hệ thống quy trình để phát hiện hành vi đáng ngờ, và chúng tôi có các nhóm điều tra và hành động nhanh chóng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Wang Wenbin khẳng định là dịch vụ bưu điện bưu chính của nước họ hạn chế gửi hạt giống và hồ sơ các gói dường như là bị làm sai lệch. Hình như họ có đường lối, và để giữ yên nội tình, họ sẽ không cho thế giới
ngày nào được bình yên. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.